chín câu được con rồi các bạn. Quay hạ hấp xuống rồi dở. Quay chưa có cái ấy vừa dở lên rớt. Rồi được các bạn, anh Quý câu được con các bạn. Được hai con các bạn. Rồi gửi anh Quý. Các bạn dính không? Dính con cá rồi cho anh tụi nên kéo các bạn. Bạn thì có em này mới ra các bạn, nó câu lượng cám kìm bự lắm các bạn. Để xuống đó, để xuống đất dễ dãi dính không? Đây các bạn, cá kìm to các bạn. Sugoi. Đây, mai lên kinh anh nha. Các bạn mới ra nó quăng cái đầu tiên luôn các bạn. Câu bằng con mồi này mà dính các bạn. Cá này nó hung dữ lắm các bạn. Bữa giờ mới thấy con cá to dữ á. Chứ bình thường nhỏ nhỏ không à. Mày may mắn quá. Lấy chấp bạn nha. Hai. Hai hai. Thì giờ các bạn, hai bạn này về các bạn. Mình cũng không biết tên gì luôn. Cũng bữa giờ kêu anh em không biết tên luôn. Thì giờ hồi nãy câu được con cá này các bạn. Cá lim kìm này, cá nhái các bạn, bự lắm các bạn. Bây giờ nó về sáng nó ra tiếp các bạn. Còn mình ở lại xuyên đêm. Rồi. Chào anh nha. Rồi. Bye bye nha. Rồi rồi. Sáng mai em qua. Ok. Thì đây các bạn, mình lấy con cá này mình làm mồi các bạn. Cá Aji các bạn. Đây các bạn, cỡ này là vừa nha các bạn. Mình chỉ câu được cỡ này thôi. Thì có con này mình lấy con này mình câu thử nha. Các bạn, ở bên này, kế bên mình có mấy anh câu dính con cá Anago to các bạn. Tôi đã xin ít rồi. Ah, dah dulu. Hai, arigato. Nah, ya cukup kau cipta. Ini kau nyawa cipta. Hai, kau cipta. Hai, kau cipta. Hai, arigato, kau jangan cipta. Thank you.
đây nè các bạn, buổi sáng sớm thì ở đây lúc nào cũng đông người như vậy các bạn. Ngày nghỉ là đông đứng san sát nhau các bạn. Ở đầu ngoài cũng đông lắm mà bên đó trẻ con nhiều quá các bạn. Vô con bươi ri các bạn. Chú câu bằng mồi cá a di các bạn. Bên mình các bạn, mình cũng câu mà mình không có mồi các bạn, mồi mình mồi chắc nó chết rồi, chú quăng xa lắm. Đây các bạn, thank you.
bạn, thì mình câu dính nữa một con nữa các bạn. Hồi nãy cũng dính một con mà mình lo mở mở máy quay nó xảy các bạn. Gỡ ra các bạn. Không. Đây. Cái mồi câu đây các bạn. Hai bạn áo vàng đó cũng người Việt Nam các bạn. Đây các bạn, thì em này từ sáng tới giờ mới câu được con các bạn. Ba anh em người nào cũng có cá rồi. Có mình được hai con, hai ảnh thì mỗi người được con các bạn. Con này không có chảy máu, để mình quay cho các bạn xem. Chỗ mồi giả thì nó móc tùm lum này nha các bạn. Rồi gửi. Ok. Thì hôm nay mình đi có hai anh bạn này Việt Nam các bạn. Còn bình thường có mình là buồn heo à. Hai anh này cần hữu cũng dầm mưa giải nắng các bạn. Mình lo quay không mà mình không có lo câu gì hết. Đây các bạn, hai em này về trước các bạn. Mình ở lại mình về sau. Hai em đó người được con các bạn, còn mình được hai con. Đây các bạn, thì hai em này về trước các bạn. Hai em này về về ngủ trưa. Cá nó ngủ trưa rồi, hai anh em cũng về ngủ trưa luôn. Em này mỗi người được con các bạn. Con cá này nó còn bú sữa các bạn. Cái con ông nãy ổng câu được với con ông nội, còn con này còn bú. Con này cũng còn bú luôn. Đây các bạn. Chào cho câu con to rồi. Ông nói câu con. Đây các bạn, hai con này hai con của mình. Cũng, cũng còn của mình luôn. Lát nữa chiều đánh ra nha. Rồi, đồ đạc của mình vẫn còn để lại các bạn. Đây các bạn, được con này nữa là 4 con các bạn. Ngày nay được 4 con rồi. Nãy cũng thể con bạn lên này là lên bờ rồi mình không lượm nhìn để rớt xuống đất các bạn, rớt xuống nước các bạn. Các bạn, con này cũng bự các bạn. Đấy các bạn, thì được con này nữa là 5 con các bạn. Tại có đứa nhỏ nó qua mình không có bật máy lên liền các bạn. Đây các bạn. Máu quẹt không? Con cá này nữa các bạn. Thì Dũng xin chân thành cảm ơn quý khán giả và hẹn gặp lại quý khán giả ở clip sau. Dũng xin chào thân ái ạ. Đây các bạn, thì con cá này mình mới câu hồi dính lúc nãy nên giờ nó còn sống các bạn. Giờ mình bắt lên mình bằng thịt nó các bạn. Mình cột bằng cái dây này nên nó sống lâu lắm các bạn. Đây các bạn, mình xỏ bằng mấy cái khóa này các bạn. Mình xỏ bằng khóa này thì nó sống lâu lắm các bạn. Trời, mình vừa lên lên nó xúc móc luôn các bạn. Rồi, hên quá. Mém chút nữa là hụt rồi, hụt ăn rồi. Rồi, thôi Dũng xin kết thúc video nha. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.